giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là huyện Lệ Thủy, có mưa to đến rất to. Trong đêm tối, nhiều người dân ở vùng lũ đã gọi điện lên mạng xã hội cầu cứu, mong được hỗ trợ, giúp đỡ, di rời khẩn cấp. Nắm bắt tình hình các tổ nhóm xung kích, công an, các đơn vị địa phương, công an tỉnh đã trắng đêm giúp dân chống lũ tính từ chiều ngày 27 đến 28 tháng 10, các cơ quan chức năng đo được lượng mưa ở Quảng Bình vượt xa so với năm 2020 khi xảy ra trận lũ lịch sử. Nếu tiếp tục mưa lớn sẽ gây ngập lụt nặng trên diện rộng ở Quảng Bình. Trong chiều và tối 27 tháng 10, giám đốc Công an Quảng Bình và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường các địa bàn sung yếu, nước lên nhanh và gây ngập lụt cao để chỉ đạo lực lượng công an triển khai các phương án ứng phó giúp dân. Tại địa bàn huyện Lệ Thủy, lực lượng công an Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sơ tán di rời 89 hộ, 333 nhân khẩu tại các vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở, bố trí các điều kiện phục vụ đời sống nhân dân. Ngay trong đêm 27 tháng 10, nước lũ lên nhanh, nhiều hộ dân ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh đã bị ngập sâu trong lũ, gọi điện và lên mạng xã hội kêu gọi cứu hộ. Các tổ nhóm phản ứng nhanh của công an các huyện, công an xã trên địa bàn Quảng Bình đã kịp thời có mặt để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Cũng trong đêm 27 tháng 10, nước lũ sông Kiến Giang lên nhanh làm ngập nhiều tuyến đường, nhà cửa của người dân. Lực lượng công an đã cùng với người dân hối hả di chuyển đồ đạc lên cao để tránh lũ, đồng thời di chuyển người già trẻ em đến nơi an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm một người mất tích là anh Lê Ngọc Hơn, sinh năm 2002 ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy. Được biết anh Hơn trong lúc làm nhiệm vụ tình nguyện cứu hộ cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn không may bị nước cuốn trôi. Hiện ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đang huy động lực lượng chức năng để hỗ trợ tìm kiếm. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Giám đốc công an Quảng Bình chỉ đạo yêu cầu lực lượng công an cơ sở các địa phương tiếp tục chủ động tham mưu triển khai phương án phòng chống lũ lụt. Cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp đến các điểm nguy cơ sạt lở, ngầm tràn các tuyến đường giao thông để túc trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại an toàn. Tại các địa phương thấp trũng, lực lượng công an cơ sở trực tiếp phối hợp với các lực lượng khác, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có phương án để di rời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Giám đốc Công an Quảng Bình yêu cầu Công an các đơn vị địa phương không được lơ là, chủ quan trước tình hình mưa bão. Cùng với việc hỗ trợ người dân chống lũ cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu nhân dân khi cần thiết. Với tinh thần giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra, Bên cạnh đó, công an các đơn vị địa phương cần nắm chắc tình hình đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ để phạm tội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và các địa phương bị ngập lụt chủ động triển khai các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, thông báo khẩn cho các địa phương về tình hình mưa lũ và triển khai các phương án ứng phó ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo để các địa phương, người dân chủ động thực hiện ứng phó, trực ban 24 trên 24 giờ để xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Tại Quảng Nam, từ tối 26 tháng 10 đến sáng 27 tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ. Thủy điện Gia Hung và Sông Côn đã đồng loạt điều tiết xả lũ, khiến một số vùng trũng thấp ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc bị ngập sâu trong biển nước. Ghi nhận ở xã Đại Hưng, nước lũ bắt đầu dâng cao vào trưa ngày 27 tháng 10, khiến cho nhiều nơi bị ngập sâu gần cả một mét. Nước lên rất nhanh khiến cho người dân phải dọn dẹp đồ đạc tránh lũ. Một người dân ở thôn Thái Trấn Sơn, xã Đại Hưng cho hay, Đại Hưng vốn là vùng rốn lũ của huyện nên khi mưa lớn kéo dài cùng với thủy điện xả lũ khiến cho nước sông Côn dâng cao gây ngập cục bộ toàn thôn. Và người này chia sẻ là lúc 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, nước sông Côn dâng cao gây ngập cầu tràn dẫn vào thôn Thái Trấn Sơn và ngoài đường nước dâng rất cao, ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét gây cô lập hoàn toàn thôn Thái Trấn Sơn. Do có kinh nghiệm sống chung với mưa lũ từ lâu, nên khi có thông báo từ chính quyền địa phương là bà con địa phương đã kê cao tài sản nên không gây thiệt hại gì. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm thuốc men cho hơn 300 hộ dân của xã Đại Hưng đủ dùng trong vài ngày phòng tình trạng cô lập tiếp diễn. Và theo bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Hội An đã chỉ đạo các cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người từng khu vực nhằm đảm bảo kiểm tra hỗ trợ kịp thời cho người dân nếu nằm trong khu vực nguy hiểm. Bà Nguyệt nói rằng hệ thống loa tay, loa truyền thanh được chị em tận dụng tối đa để thông tin, tuyên truyền, cập nhật đến người dân diễn biến như mưa bão, nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất. Hiện đã có hàng nghìn phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi ở những khu vực nguy hiểm đã được di rời đến địa điểm tạm lánh đảm bảo an toàn. Tại những địa điểm này thì cán bộ hội viên sẽ đảm nhiệm thêm công tác hậu cần, hỗ trợ, cung cấp các suất ăn, lương thực, thực phẩm cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc cho biết, do mưa lớn từ 16 giờ ngày 26 tháng 10 đến sáng ngày 27 tháng 10 khiến cho lượng nước chảy từ thượng nguồn đổ về sông Côn dâng cao gây ngập nước ở thôn Thái Trấn Sơn và hiện chính quyền huyện đã yêu cầu chính quyền xã Đại Hưng cung cấp nhu yếu phẩm thuốc men cho người dân trong vài ngày nếu bị cô lập. Hiện toàn thôn Thái Trấn Sơn có khoảng 300 hộ dân. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam thông tin mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 6 cũng đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh sạt lở, ngập sâu khiến cho phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua lại. Cụ thể, DT609 đoạn qua xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc sạt lở Ta Luy, km 68-300T, khiến cho nước tràn qua mặt đường, gây tắc đường, phương tiện không đi lại được. Riêng tuyến đường DT615B đoạn qua xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước tắc đường tại km 15 800 do nước ngập sâu 0,5 mét. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Trong nhiều giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Tây Giang, Đông Giang và Phước Sơn. Từ chiều 27 tháng 10 đến 28 tháng 10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ và trong đợt lũ này thì biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt 3 đến 5 m, hạ lưu đạt từ 1,5 đến 3. Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 đến báo động 1, trên sông Thu Bồn ở mức dưới báo động 1, trên sông Tam Kỳ ở mức dưới báo động 1. Hoàn lưu bão số 6 cũng gây ra mưa rất lớn diện rộng tại Quảng Trị. Ghi nhận trong chiều ngày 27 tháng 10, lũ ở hạ nguồn các sông chính như là Ô Lâu, Bến Hải, sông Hiếu, Thạch Hãn lên trên báo động 2 và khiến cho nhiều địa phương bị chia cắt. Tại huyện Đắk Rông, nước dâng cao làm ngập các ngầm tràn từ 2 đến 3 mét gây chia cắt nhiều điểm như A Ngo, A Bung trên tuyến quốc lộ 15G, Tà Rụt, A Ngo, Ly Tôn, xã Tà Long, Đá Đỏ, xã Ba Nang, Ba Lòng, xã Ba Lòng. Tại huyện Hướng Hóa, nước dâng cao làm ngập 20 ngầm tràn từ 0,5 đến 1,5 mét, gây chia cắt giao thông. Tại các ngầm tràn bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã canh gác lập rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại. Huyện Vĩnh Linh bị ngập diện rộng ở các tuyến đường liên thôn ở nhiều xã như Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê, Vĩnh Lâm, Hiền Thành, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Hòa, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang. Sáng ngày 7 tháng 10, mất điện toàn bộ các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Sơn, Kim Thạch, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Cửa Tùng và mất điện một phần

Hiền Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Trung Nam, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú. Chiều cùng ngày thì điện lực Quảng Trị đã khôi phục cấp điện và chỉ còn gần 2.200 khách hàng chưa có điện. Tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Vùng thấp trũng các huyện như Cam Lộ, Hải Lăng và Triệu Phong, nhiều tuyến đường liên thôn ngập tràn, bị ngập sâu 0,3 đến 0,5 mét. Tỉnh đã di rời 659 hộ với 1.662 nhân khẩu để tránh ngập lụt ở thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà và các huyện Cam Lộ, Hải Lăng, Hướng Hóa, Đắk Rông, Do Linh. Mưa lớn cũng đã làm 4 quán bờ biển do hải, huyện Do Linh bị sập hoàn toàn, nhiều quán bị tốc mái, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. Một số tuyến đường và bờ kè biển bị sạt lở. Để ứng phó với mưa lớn, tỉnh dự kiến di rời tránh ngập lũ trên báo động 3, gồm 9.012 hộ với 35.159 nhân khẩu, tránh lũ quét gồm 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Do Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. Đồng thời di rời dân ở vùng xảy ra sạt lở đất gồm 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Do Linh và Vĩnh Linh. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đơn vị kiểm tra, ra soát việc dự trữ lương thực, mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ. Đồng thời vận động người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm sinh hoạt khoảng 7-10 ngày để chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài. Hiện Quảng Trị còn khoảng 840 ha lúa rẫy, hơn 1.200 ha hoa màu, 2.268 ha nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại mưa lũ gây ra. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.